Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn mà Quỳnh vừa mới viết xong. Truyện ngắn được mang tên Kẻ Bất Lương. Đây là bộ truyện xã hội thứ hai mà Quỳnh đã viết. Khôi sẽ để đường link danh sách phát các truyện của Quỳnh ở phía dưới phần ghi bình luận để quý cô chú anh chị mà yêu mến tác giả Quỳnh chúng ta có thể tiện theo dõi hơn khi nhấp vào đường link đó. Và ngay bây giờ, Khôi xin bắt đầu. Cướp! Cướp! Bớ người ta ăn cướp! Tiếng la thất thanh của một cô gái vang lên trong xóm lung sậy. Giờ này mới có hơn 7 giờ sáng, thằng ăn cướp nào mà cần mẫn dữ vậy không biết nữa. Nghe có tiếng kêu cứu, dân xóm mạnh ai nấy chạy ra. Có bà đang kho nồi cá, ngồi đâm tiêu lọc cọc. Nghe vậy, cầm luôn cây chạy đâm tiêu chạy nhanh ra mà hỏi. Đâu, đâu, ăn cướp đâu tụi bay? Nhìn quanh quất, người ta thấy có một đứa con gái tầm 20 tuổi đang ngồi chèm bẹp dưới đất. Cây gánh xương sáo bánh lộ đổ lên láng ra đường. Không thấy ai đang chạy, vậy thằng cướp đâu ta? Người ta xóm lại hỏi thăm cô gái. Chèn ơi, con gái nhà ai đẹp dữ dội, da ngâm mà mịn mứt, mặt mày nhìn cưng muốn nựng vậy đó. Bà Tư bồn nhanh miệng hỏi. Ờ, có sao không con? Sao mà té dữ vậy nè? Ai cướp dĩ đâu? Dạ, hồi nãy có cái thằng nhảy ra, giật cọc vé số của con, chạy quẹo vô bờ dừa kia kìa. Giờ nãy chắc nó chạy mất đâu rồi. Con nhỏ mặt bí xị, phủi phủi cái ống quần. Mỗi người một tay một chân đỡ nó lên, gom lại ba cái đồ nghề dang ra tùm lum xung quanh cho nó. Hình như con nhỏ té mạnh quá, bị trẹo cái giò rồi. Bà Tư bồn biểu. Kè nó vô nhà tao đi tụi bay. Để tao đi kiếm thằng Thái, biểu nó chở con nhỏ vô ông chính, nắn cái giò lợi. Con nhỏ nhăn nhó mặt mày, bước từng bước khó nhọc vô nhà theo mọi người. Trong lúc chờ người đi kiếm thằng Thái con bà Tư, thì hết thảy ngồi đó, nghe con nhỏ kể qua về gia cảnh. Nó tên Diệp, Ngọc Diệp, tên đại cát vậy mà khổ gần chết. Diệp là con gái lớn nhất trong nhà, năm nay 22 rồi. Sau Diệp có 4 đứa em, con của cha Dượng với má. Diệp là con riêng, Dượng thương Diệp như con ruột. Hai vợ chồng làm ăn cũng có của ăn của để. Đùng một cái, Dượng bị trúng gió chết. Gia đình bên nội lập tức đẩy má con Diệp ra đường và bắt cháu nội lại. Bị gì họ sợ má con Diệp sẽ ăn hết của cải Dượng để lại. Má năn nỉ hết nước hết cái, xin họ cho đem tụi nhỏ đi, nhưng họ không cho. Họ ra điều kiện nếu muốn nuôi con thì ở lại đó. Dẫu sao má cũng là má ruột của tụi nó, còn không thì phải đi chung với Diệp. Nhất định không được để Diệp trong nhà. Thấy má khó xử quá nên Diệp bỏ đi. Thôi thì thà má đau một còn hơn là đau tới bốn. Bà Tư bồn vỗ đùi cái chát. Bà mẹ nó, quân nào ác ôn dữ vậy? Mày dẫn tao về đó, tao chửi xối tráng hết nguyên đám luôn cho mày coi. Diệp cười hiền queo. Dạ, nhà Dượng con tuốt ra Long Điền lận. Con bỏ nhà đi hơn 2 năm rồi, con mới vốn, con quyết định đi cho xa, dẹt tuốt về đây luôn. Ông Tám Chiến chống nạnh hỏi. Ủa, rồi má bay không đi kiếm bay luôn hay gì? Dạ có chú. Nhưng mà con nói má đừng có kiếm con nữa. Dầu sao thì cũng đâu có gì ở với nhau được. Kiếm để làm gì đâu. Ai nấy thở dài, rầu hết sức nói. Nghe qua câu chuyện không biết trách ai. Bị gì mình đâu có nằm trong hoàn cảnh của người ta đâu mà biết. Đúng lúc đó, thì Thái ngoài sâu giường đi vô hỏi. Ai bị gì vậy má? Bay coi chở con Diệp vô ông chính nắn cái giò đi. Nãy thằng mắt tôi nào nó xô con nhỏ té trẹo giò rồi. Diệp ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt của Thái. Lòng ngực tự nhiên nghe dội mấy cái thiệt mạnh. Thái cũng ngơ ra. Thánh thần ơi, ở đâu mà xuất hiện đứa con gái có duyên quá trời quá đất vậy nè? Bà Tư tặng hắn một tiếng. Không gian lập tức bình thường trở lại liền. Thái hơi ấp úng, nói. Cô đi theo tôi nè. Nói rồi, Thái đi một hơi xuống bến. Mấy người trên nhà nhìn theo, chửi nhau thiên địa. Cái miệng lớn nhất vẫn là của bà Tư bồn. Bà nói mẹ mày, cái giỏ con nhỏ nó đâu, mà mày làm gì á, đi như chó rượt mày vậy mày?
thiệt hết cô biết à? Quay lại kẹ người ta xuống. Thái như sực tỉnh, bối rối gãi đầu, rồi quay trở lên, ẵm luôn Diệp xuống xuồng. Ở đó mà kẹ đỡ chi cho lâu lát nè. Từ bữa đó, Diệp quen mặt hết với người trong xóm. Cái xóm có 5 cái nhà thôi, 2 nhà bên kia sông, 3 nhà bên này. Sông nhỏ, cái cầu bắc qua sông chừng 3-4 nhịp bằng cây dừa. Chân cẳng Diệp khỏe rồi á là gánh cái gánh đi cầu dừa cầu khỉ nhanh thoăn thoắt. Diệp vừa bán vé số, vừa bán sương sáo bánh lọt. Bán đắt lắm mà nha, ngày nào đi về cũng hết sạch. Sương sáo bánh lọt Diệp bán ngon lắm, béo ngọt vừa phải, vừa thơm vừa bùi. Ai ăn cũng mê. Mà mê bánh lọt chắc chừng 5 phần thôi, mà mê cái giọng nói dịu dàng, cái nụ cười duyên á hết 5 phần còn lại rồi. Hỏi thăm mới biết, Diệp mướn cái nhà nhỏ ở ngoài chợ xã để tự nấu đồ đem bán mỗi ngày như vậy. Diệp đi tới đâu, mấy bà cũng ương có con dâu như Diệp. Ai nói gì ghẹo gì á, Diệp cũng chỉ cười cho qua. Ông Tư buồn nói với vợ: Nhất gái lớn hai, nhì trai hơn một. Thằng Thái mình năm nay 20, phải chi với con Diệp chịu nó hen bà. Cưới con Diệp về một cái là cái xứ này nó lé con mắt hết. Ông hay sĩ diện, người ta lé con mắt thì mình được dĩ đâu. Quan trọng là tụi nó có thương nhau không kìa. Ôi mệt bà, tôi đi xuống dưới ông chính đóng lại cho ổng cái tủ thuốc đây. Ổng nhắn hoài mà quên hoài, bữa nay mà quên nữa mời môn vô hút thuốc bổ, ổng bỏ thêm thuốc sổ thì thấy mẹ. Bà Tư cười ha hả nhìn theo bóng lưng ông chồng của mình. Ổng có cái tật sĩ diện, hay để ý mặt mũi, sợ người ta nói này nói kia. Còn lợi bao nhiêu ổng được giữ lắm. Ổng ở ngoài Bắc vô trong này làm ăn, trôi dẹt làm sao mà về tuốt cái xứ Cà Mau này. Mới đầu ổng ở đậu người ta, sau này gặp bà Tư, hai người để ý mến nhau, rồi về gốt gạo nấu cơm chung. Năm đó bà Tư giá chồng cũng được 4 năm, thằng Thái cũng hơn 5 tuổi, tính tới nay đã gần tròn 15 năm. Hai vợ chồng chưa hề có tiếng cãi giả làm rộn chòm xóm. Ổng cũng chịu khó làm ăn dữ lắm, chưa hề biết mến lòng ai. Ở quê vợ mới hơn chục năm mà cách ổng nói chuyện giống hệt như người bản xứ. Ai mới tiếp xúc dễ dĩ mà biết ổng ở chỗ khác tới. Thiệt hay vậy đó à. Lấy ổng bà Tư tiếc lắm. Tiếc gì không gặp ổng sớm hơn. Nhưng số phận mà, ai nói trước được điều gì đâu. Bà vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời đã không bạc đãi mẹ con bà. Chiều đó thấy chồng về trễ, bà Tư mới đi tà tà trong xóm kiếm coi ổng có nhậu ở đâu không để kêu ổng về ăn cơm. Ai rủ ổng cũng nhậu hết trơn, nhưng mà chưa bao giờ ổng nhậu tới xỉn quắc cằn câu. Vừa đủ là nghỉ, ai ép cỡ nào cũng không uống thêm. Mấy bà trong xóm hay nói là hai, phải chồng tôi được nửa chồng bà Tư thôi thì cũng đỡ quá trời. Bà mẹ nó đi nhậu từ sáng tới tối, ngày nào cũng nhậu. Về tới là lũ vô mùng ngủ như chết, mình mấy hôi hám. Thiệt á, riết rồi không biết là lấy chồng hay lấy cái củ hèm nữa à. Mấy lúc như vậy, bà Tư chỉ biết cười trừ. Lấy chồng như đánh bài đánh bạc mà. Ai đâu mà biết mình lấy chồng, rồi thì cuộc đời mình sẽ ra sao. Đời chồng trước của bà Tư, nhắc tới mà ớn lạnh. Bà vừa đi kiếm ông Tư, vừa nhớ lại cái cảnh hồi mới đi lấy chồng. Năm đó bà 17 chứ mấy, hiền khô à. Nghe nói chồng bà cãi người mai mối vì để ý bà trong một lần bà đi đám cưới người quen trong xóm. Lấy chồng về, hạnh phúc được chừng 3 tháng đầu thôi. Tới cái hồi bà có bầu là coi như cuộc sống dần dà đi vô ngõ tối luôn. Người ta bầu bì, kiên cử chuyện vợ chồng mấy tháng đầu, sợ thai nó không khỏe. Cha nội đó đâu có nhịn, miễn thằng chả sung sướng thì thôi, ai sao kể ai. Mà thằng chả muốn là bà phải cho à, không cho là chả quánh thêm mộ nội luôn. Tội thằng Thái hồi trong bụng mém sảy thai mấy lần. Phải vậy không đâu, bầu bì yếu ớt chớ bị mắc mận công chuyện nhà thấy bà vậy đó, có khi còn bị gánh nước tắm heo. Dân xóm hồi đó ai cũng lắc đầu, cưới con người ta dễ không biết tốn kém bao nhiêu, chớ thay mẹ con nhà đó cố gắng lấy lại vốn dữ lắm rồi. Tới hồi sanh được thằng Thái ra, mới một tuần bà đã phải tự đi ra khỏi giường cơm nước giặt giũ cho hai mẹ con. 10 ngày là đã phải vừa giữ con vừa làm công chuyện nhà. Lúc nào bà ngoại thằng Thái qua thăm
thì bà nội nó đẩy con dâu vô trong buồng. Phần chồng còn cay đắng hơn. Thằng cha đó kiên cử được gần một tháng đã ép vợ phải phục vụ chồng. Bà không chịu thì ăn mấy bạt tai chảy cả máu miệng. Tức nước dở bờ, bà Tư nổi điên, cào cấu cắn xé đánh trả lại chồng khốn nạn. Hai vợ chồng ẩu đả nửa đêm nửa hôm. Bà Tư lúc đó dầu sao cũng mới sanh mà, yếu xìu yếu nhớt. Bị thằng chồng nắm tóc đập vô thanh giường bôm bốp, cái trán phù lên mấy cục bằng cái bánh cam. Bà và chồng bà Tư sợ con mình làm chết người nên chạy vô can ra. Bà la: "Rồi vợ chồng mày khùng hay gì, tự nhiên nửa đêm quấy lộn." Chồng bà Tư bỏ đi khỏi đó, không thèm trả lời trả vốn gì hết. Bà Tư thì ôm thằng Thái lên dỗ. Hai vợ chồng làm ầm ầm, không biết có trúng thằng nhỏ cái nào không, mà nó không môi mỏ tái mét hết. Bà và chồng nhìn con dâu mặt mày máu me, đầu cổ u nần, thì thở dài một cái rồi hỏi: "Mày làm cái gì mà để chồng nó quánh mày dưới trời vậy?" "Má nghĩ con làm cái gì bây giờ? Con mới sanh chưa được một tháng nữa mà ổng đòi hỏi rồi. Con không chịu thì ổng đánh. Má nhắm ổng mần dạy con có được không?" "Có gì đâu mà không được. Đàn bà có nhiêu đó bổn phận, mà mày mần không được thì nó quánh mày là phải rồi. Tao còn tưởng cái gì? Mày tưởng mày con gái trinh hay gì mà làm giá vậy? Ngu thì bị quánh ráng chịu, đừng có diễn lý do." Bà Tư không hiểu sao lúc đó mình có thể chịu đựng hơn một năm trời. Thôi nôi thằng Thái được hơn ba tháng thì chồng bà đi ăn nhậu cự cãi chi đó, bị người ta đâm chết. Bà già chồng khóc lăn khóc lết. Qua đám tang, bà nhận tiền bồi thường nhận mãn của thằng con xong là đạp đầu con dâu với cháu nội ra đường, với cái lý do là: "Con tao chết rồi thì tao với mẹ con bay không còn can hệ chi hết. Mời mong khỏi đưa nó về đây nhìn, biên phải cháu tao hôn nữa à." Chắc trời thương bà nên cho bà thoát khỏi cái cảnh đọa đày đó sớm như vậy. Nhờ vậy mà bà mới có cuộc sống an nhàn vui vẻ như bây giờ đây. Mỗi lần nhớ tới là bà Tư cảm thấy trân quý cái cuộc sống hiện tại của mình nhiều hơn một chút. Đi thêm một chập, bà Tư đi tới nhà ông Tám Chiến thì thấy chồng mình ngồi nhậu ở đó. Trên mâm có ba bốn ông, duy nhất có một bà đàn bà. Bà ngồi giữa ông Tư và ông Tám, không biết nói cái gì mà vỗ đùi cặp cổ cười nghiêng cười ngửa, dọn cái tướng ốm như cây sợi dây, đầu tóc uốn quăng như cái bùi nhùi rửa chén, là biết con mẹ út mơ chứ không ai vô đây. Con mẹ ở xóm dưới, giá chồng, lâu lâu đi tà tà coi có mâm nhậu nào nhiều đàn ông là lết vô ngồi nhậu chung nói chuyện. Nghe mấy bà kia nói, ai rủ là con mẹ chịu vô lồng vô bụi hết à. Đàn bà gì á, cái nết như cái ủ heo vậy trời. Bà Tư thủng thẳng đi vô, mấy người đó lo cười nói, đâu có để ý thấy bà vô đâu. Vô gần tới chỗ, bà nghe cái miệng con mẹ út mơ oan oan: "Anh Tư á, ổng đẹp trai á mà ổng giỏi dữ. Bà Tư bộ má tu ba kiếp mới gặp được ổng. Chắc hồi đó em tu không trọn nên gặp anh Tư trễ như vậy. Phải chi..." Bà Tư nhảy vô họng bà út ngồi chồng hổm liền: "Phải chi sao? Mày nói tao nghe coi con quỷ cái. Mày dụ dỗ đưa đẩy với chồng ai á thì thay kệ mày. Chứ mày mà ổn ẻn với chồng tao á là coi chừng rút lên mỏ ác nghe mày." Nguyên một mâm giật mình dây qua. Tám Chiến cười hề hề, đưa tay lên dàn phong trào: "Từ bớt đóng từ ơi, út mơ nó giỡn đó mà." "Ơ, giỡn thì tôi nói giỡn, mà thiệt thì tôi nói thiệt à. Vì chớ mấy vụ này tôi không ngán con mặt xanh đanh vàng bóng đen mỏ đỏ nào đâu. Tôi lạc đầu hết á. Ăn quen nên nhận không quen hả?" Ông Tư kéo tay vợ, biểu: "Thôi bà, đi về đi. Tự nhiên tới đây làm rộn, mất mặt tôi." "Ông để ý tới mặt mũi ông thôi hà. Ông có nghĩ tới tôi không? Ông thấy nó coi tôi ra gì không? Đó, nè, tôi đứng đây mà nó còn ghét đùi lên mình ông nè. Con quỷ cái, bữa nay mày tới số mày với tao." Bà Tư nhào vô, nắm đầu con út mơ mà ngoáy. Mấy ông trong mâm nhậu xúm nhau can gần chết. Bà nội kia bị quánh, được can thì lo mà gỡ ra chạy đi, còn ráng kêu: "À, anh Tư ơi, cứu em." Bà Tư nghiến răng, siết cái tay đang nắm tóc bà út cứng ngắc. Tay kia bả giả liên hoàn tác, làm cho mấy ông kia không cản kịp. "Mẹ mày, anh Tư nè, anh Tư nè, lẳng lơ nè." Bà út bị ăn mấy bạt tai tối tăm mặt mày, lúc này mới chịu tính tới đường chạy.
Bà Tư tức quá, còn ráng đạp chọt thêm mấy cái. Ông Tư thì bị quê, nên nạt vợ. Bà có gì không? Trên đời này không ai như bà hết trơn. Mời mốt với tôi ra đường, tôi lấy màu nàng đeo lên mặt cho bà vừa lòng. Bà Tư hậm hực đi về, không thèm từ giã mấy ông kia. Bà về tới nhà, trong bụng tức anh ách, ngồi xuống ăn hết trơn mâm cơm ba người ăn. Tánh bà Tư là vậy đó. Bà giận lên, bà ăn không biết no, mà ăn mắt ngáy. Không có người ở gần mà can là bà ăn một hồi, dám bể bụng chết thiệt. Tánh bà nóng nảy dữ dằn, chớ sống được lòng bà con dân xóm lắm. Trong xóm ai bệnh tật gì mà bà Tư nghe một cái là cỡ nào cũng nhớ trong đầu. Có dịp đi đâu là hỏi người ta có cây thuốc nào trị bệnh đó không. Có là bà xin cho bằng được đem về. Hồi cái kỳ bà Tám bà bị đau thần kinh tọa. Một tay bà Tư kiếm thuốc về làm cho bà Tám uống. Ông Tám thì khỏi nói, có biết quan tâm chăm sóc gì tới vợ, suốt ngày chỉ có nhậu với đi chơi. Mấy đứa nhỏ thì kiếm cá kiếm rau, cơm nước trong nhà được là bà Tám bà mừng rồi. Thuở đời nay, đàn bà trong nhà mà phải ôm hết công việc nặng nhọc. Từ đào đất cho tới phát bờ, từ ruộng cho tới giường, một mình bà gánh hết. Làm quá sức nên mới bị đau, vậy mà bà còn ráng, cuối cùng nằm luôn một chỗ. Muốn ngồi dậy phải nhờ người đỡ. Bà Tư bà thương, bà nghe người ta chỉ cây dây vôi ngâm rượu uống trị thần kinh tọa hay lắm. Vậy là bà ruồng ngoài bờ ngoài bụi kiếm cho bằng được. Đem về chặt ra phơi nắng cho khô, rồi đem vô ngâm nước vo gạo một đêm. Vớt ra phơi nắng rồi lại đi ngâm. Làm tới khi cái cọng thuốc nó trắng như vôi thì đem ngâm rượu gốc. Kỳ công vậy đó mà bà đâu có nề hà. Làm đàng hoàng tỉ mỉ cho có thuốc để bà Tám uống. Không biên hạp thuốc hay sao đó, mà bà Tám uống được một tháng là người khỏe sơn sẩn như chưa hề bệnh hoạn gì. Ta nói mừng hết lớn. Mấy lúc nói chuyện với nhau, bà Tám hay nói: Tư ơi, thiệt tình là em mang ơn Tư dữ lắm á, mà không biết làm sao để đền ơn cho bà luôn đó. Không có bà chắc em lệch bại luôn rồi. Chồng thì tệ, con thì dở, lại còn khờ dại nữa. Thôi mày đừng có khùng, chồng sống với nhau bao nhiêu năm nay, nói chị ba cái ơn nghĩa khách sáo đó vậy. Tao coi mày như em tao, mà mày nghĩ vậy thì thôi, mày mốt có gì đừng có nói với tao à. Không riêng gì bà Tư, ai bà cũng đối xử hết lòng như vậy. Nhà bà trồng nhiều cây thuốc lắm, ai mà có bệnh tật gì lại xin là bà cho hết. Mấy người ở xa, bà bứng nguyên bụi, chặt nguyên cây mà cho. Biết tánh bà vậy, cho nên ông Tư với Thái cũng không có ý kiến gì. Bà muốn làm gì thì làm, miễn bà vui là được. Về phần ông Tư lúc này không về, ngồi đó nhậu với mấy ông bạn tới khuya luôn. Mấy ông kia về hết, còn mỗi ổng với ông Tám cụ cưa tâm sự chuyện đời. Ông Tư ổng lôi ba cái chuyện từ đời nào ra mà kể cho ông Tám nghe. Ông Tám gục gà, nhướng lên nhướng xuống. Vậy chứ mà cũng chịu nghe lắm á. Hai ông tâm sự xong, ngủ luôn trên bộ gián. Bữa nay vợ con ổng về ngoại hết rồi, còn có một mình ở nhà, nên mặc sức mà nhậu. Đêm đó hai cha nội chăng hiến cả lít máu cho tụi mũi, chứ không giỡn à nghen. Con mẹ Út Mơ từ bữa bị bà Tư nổi máu hoạn thư nựng mặt mấy cái, thì đâm ra ngán, bớt hẳn cái tật ve vãn chồng người ta. Mấy mâm nhậu cũng không thấy mặt con mẹ nữa. Mấy bà trong xóm biết ơn bà Tư hết sức. Nhờ bà nhổ dùm cái gai trong mắt mà hết thảy mấy bà vợ ăn ngon ngủ yên. Thấy bà Út bà xấu vậy chứ đâu thể nào coi thường được. Đồ ăn dầu cho dở cách mấy mà bị ép hoài thì cũng ráng ăn thử một miếng coi sao. Ai mà lắc đầu hoài được đâu. Chòm xóm đang yên bình thì đùng một cái, ông Tám Chiến chết. Ông mất tích 3 ngày trời mới nổi lên ở dưới sông. Không biết ổng té ở đâu, nhưng mà khi ổng nổi lên á, ổng nổi ngay cái bến sông nhà ổng. Không phải vợ con ổng vô tâm gì, mà khi ổng mất tích không ai chịu kiếm. Vốn dĩ ổng vẫn hay đi như vậy, có khi cả tuần trời còn không chịu về. Người ta đồn ổng có bà bồ nhí ở xã bên. Ban đầu, bà Tám bả ghen lòng ghen lộn, nửa đêm bỏ con ở nhà, xách đuốc đi kiếm ông Tám khơi khơi vậy đó. Sau này bả lớn, bả hết ghen hờn gì luôn. Ổng đi đâu thì đi, bà không quan tâm nữa. Bữa nay bà Tám bà đi mần cỏ ngoài vườn vô,
ngồi ngoài gián hưởng tí gió sông thổi lên cho đỡ mệt. Chợt bà nghe cái mùi gì thúi thúi, gió nhẹ thì thúi ít, mà gió mạnh thì thúi nhiều. Bà nghĩ thầm trong bụng, chăng có con heo con chó gì chết, nó tấp vô bến nhà bà đây nè. Bà xách cái cây đi xuống, tính đẩy cho nó trôi đi. Xuống tới, bà té ngồi cái ạch xuống đất, lết đi kiếm người cứu, chứ chạy không nổi, mà la làng cũng không xong. Bà thấy cái xác người ta nằm ngửa phập phèo trên mặt nước, rồi vẫn chưa bu vô con nào. Mà điều quan trọng nhất là bà nhìn ra cái xác đó chính là xác của người đầu ấp cây gối với mình. Ông Năm Hiền đang ôm mớ nhánh tre mới đốn bên đất nhà ông Tư về để làm cần câu cắm, thì thấy bà Tám ngồi lết dưới đường. Ông tưởng bà bị bệnh mệt nên mau mau chạy tới hỏi. Ô, vợ thằng Tám, bay bị sao vậy? Bà Tám mếu máo chỉ tay xuống bến. Ông Năm thấy sự hỏng lành, liền chạy xuống coi ngó. Ông vừa chạy xuống thì vội ngược chạy trở lên, la làng ung trời. Người trong xóm bắt đầu chạy tới, la thôi là la. Lát sau thì ông Tư Bồn, ông Năm Hiền với ông Hai Sang lội xuống, lấy chiếu bọc xác ông Tám mà đem lên bờ. Thấy xác chồng nằm đó, bà Tám khóc chết giấc, hết biết trời trang gì luôn. Ông đối xử với bà tệ thiệt, nhưng mà dầu sao cũng là nghĩa vợ chồng. Bà vẫn thương ổng dữ lắm, xác ổng còn nguyên si, ngộ ghê à. Chứ bình thường mà xác nổi cỡ này thì ít nhất cũng đã hiến vài phần cho tôm cá. Mấy người trong xóm nói vậy là ổng chết lên lắm, không biết có oan ức gì không đây nữa. Dịp đi bán về ngang thấy cảnh đó thì tối tăm mặt mũi mà ngồi xuống đường. Thái ở gần đó đi tới đỡ Dịp lên mà rầy. Nhát mà còn nhiều chuyện nữa, qua nhà tôi ngồi nghỉ chút đi rồi về. Ông Sáu Nhẫn trưởng ấp nghe tin báo thì cũng đã có mặt. Nhìn xác ông Tám nằm đó, ông nói: Lần cuối cùng gia đình nhìn thấy ông là khi nào vậy? Bà Tám lúc này đã được dìu lên trên nhà nằm, chỉ còn người dân với ba đứa con ông đứng dưới này. Thằng lớn nhất năm nay cũng gần 20. Nó nhớ nhớ một chút rồi nói: Dạ, cách đây 3 ngày, là hồi bữa thứ 6. Chiều đó con thấy cha đội nón đi ra đường. Tụi con đâu dám hỏi, hỏi ổng chửi chết, rồi tới nay luôn đó bác Sáu. Ông Tư Bồn chen vô: Bữa đó chả đi nhậu với tụi tôi đó anh Sáu, tới hồi dĩa chắc cũng 11 giờ đêm có hơn à. Tôi quẹo vô nhà trước, còn hỏi chả thấy đường về không, chả nói yên tâm nữa mà. Rồi, vậy là khả năng ông Tám đi lạng quạng lủi đầu xuống sông, hay là bệnh tật gió máy gì đây chứ không đâu. Ông Sáu đi lên nhà hỏi ý kiến của bà Tám, coi bà có muốn người ta đưa đi khám tử thi gì không. Bà Tám thở hắt ra đầy bất lực: Người chết cũng chết rồi, trên thế gian này ngoài vợ con ra thì ai ổng cũng đối xử tốt hết đó anh Sáu. Vậy thì lấy đâu ra cớ để người ta giết ổng chứ? Thí dụ mấy ông muốn điều tra thì cứ làm, còn riêng phần gia đình xin được chôn cất ổng cho lành lặn anh Sáu à. Ý gia đình đã vậy thì còn cách nào hơn nữa đâu. Với lại đâu có dấu hiệu nào cho thấy ông Tám chết vì bị sát hại đâu. Vậy là bàn giao lại cho gia đình phát tang, làm đám ma cho tử tế. Bà con chồng xóm có mặt đầy đủ để đưa ông Tám về dưới đất. Bữa đó trời không mưa không nắng, không khí cứ nóng hầm hập. Lâu lâu được chút gió thổi phất qua, cho con người ta giật mình mà tỉnh táo đi đôi chút. Cái hồi bưng lư hương của ông Tám ra huyệt mộ, từ lúc bắt đầu hạ huyệt, tới lúc đắp mộ xong, thì nhang trong lư Phật cháy tới 3 lần. Bà Tám khóc lan khóc lết, kêu đất than trời, thử hỏi lòng dạ nào mà hổng đau hổng xót. Xóm này có mỗi ông Tám và ông Tư là thân nhau nhất, đi đâu cũng đi chung với nhau. Giờ chết một ông, còn một ông ra vô thất thểu. Ông Tư từ bữa ông Tám chết tới nay không hề động tới một giọt rượu nào, kể cả mấy ngày đám ma. Mấy lung mà không có ai kêu ổng đi cất nhà hay đóng giường đóng tủ, ổng thường ngồi trầm ngâm ngoài hàng ba, lâu lâu thở dài một tiếng. Bữa nay cũng như mọi khi, ông Tư không có gì làm, ngồi uống trà phía trước, bà Tư lụi hụi nấu cơm đằng sau,
thằng Thái thì đi mần cỏ ngoài giường. Đang ngồi nghĩ ngợi mông lung thì có tiếng của đứa con gái sát một bên làm ông Tư giật mình, tí nữa đổ ly trà. Chú Tư khỏe không? Ý trời đất quý thần à ơi, cái con nhỏ này. Đang khỏe, bị bay hụ cái hết khỏe luôn à. Là Diệp, con nhỏ cười hí hí ngồi xuống một bên, lấy cái nón lá quạt cho bớt mồ hôi. Ai chớ nhà ông bà Tư á, thì Diệp quen quá rồi, tự nhiên lắm. Có bữa dỗ quẩy, Diệp còn vô phụ nấu nướng này kia nữa. Chồng xóm có người phán câu xanh dờn. Tôi chắc cú á, là con Diệp với thằng Thái hổng sớm thì muộn cũng dính à. Không có hả? Tôi đứng cho mấy ông bà đá nách non tôi á. Diệp ngồi quạt một chập, chọc ghẹo ông Tư mấy câu, rồi vô vấn đề. Chú Tư, chú có nhận dạy nghề mộc không chú? Bày tính hỏi cho ai hả? Tao trước nay đâu có dạy ai đâu. Mà lúc này rảnh rỗi quá, không có biết làm gì nè. Vậy chú nhận dạy đi chú. Con cái chú kia cũng ở nhà mướn ngoài chợ giống con vậy nè. Không biết ở xứ nào tới nhìn khắc khổ lắm. Nghe nói có bà mẹ già, không có vợ con gì hết. Mà bà già cũng chết queo rồi, buồn quá nên bỏ xứ đi. Giờ tới đây cái muốn ở đây mượn ăn sinh sống, mà không có nghề gì trong tay hết trơn hết trọi à. Con Thái Lai con nói, để con hỏi cho ổng theo chú học nghề. Ông Tư nghe vậy thì cười mà lắc đầu. Bữa nào chắc bay bán vợ chồng tao, mà vợ chồng tao còn phải đếm tiền giùm quá. Diệp cười hí hí đội nón lên, từ giã ông Tư đi bán tiếp. Hứa ngày mai sẽ dắt theo chú kia vô nói chuyện với ông Tư. Sáng bữa sau, Diệp dắt người đó vô kiếm ông Tư thiệt. Đó là một người đàn ông trung niên, tầm tuổi của ông Tư, mang dáng dấp phong trần lắm. Tướng tá cao ráo, tóc dài, hồi còn trẻ chắc đẹp trai dữ dội à. Vẻ mặt phảng phất nỗi buồn, pha chút bất cần. Cho dù ông ta cố cười thì vẫn không giấu được. Vậy đó mà con Diệp nó tả người ta khắc khổ. Con nhỏ này đi học môn văn, điểm không dưới trung bình mới lạ. Diệp nói với người đó, chú Trung ngồi đây chờ con đi kiếm chú Tư lên á, nói chuyện với chú nghe. Người đàn ông tên Trung gật đầu, đôi mắt quan sát khắp lượt căn nhà của ông Tư, nhìn chung chắc là một gia đình đầm ấm đầy đủ. Chút xíu sau, ông Tư đã nhanh nhẹn bước lên từ nhà sau, mặt hớn hở. Đâu, coi ông bạn nào mà con Diệp nó giới thiệu quá trời đây. Nhìn thấy ông Tư, chú Trung đứng lên đưa tay ra bác. Dạ chào anh, tôi tên Trung. Rồi, chào ông anh, tôi tên Dũng. Nhưng mà ở đây người ta kêu tôi bằng Tư, theo thứ vợ tôi đó mà. Nghe cháu Diệp nói anh là thợ mộc có tiếng ở cái xứ này. Nghe mà mừng quá, thật sự tôi lang bạc khắp nơi, chả có nghề ngóng gì. Nay muốn dừng chân ở cái đất này mà ngại nhất có mỗi chuyện ấy. Nếu anh không chê, xin nhận tôi làm học trò, tôi mang ơn anh lắm. Ê, anh đừng có nói vậy, gặp nhau là duyên hết. Thôi, chuyện nghề nghiệp tính sau đi, ở lợi ăn bữa cơm, vợ tôi nấu ăn ngon lắm. Bà Tư cũng từ dưới bếp đi lên nãy giờ, nghe sơ qua mấy câu mà hai người đó trao đổi với nhau, bà cười hỏi. Ủa, ông anh người miền Bắc hả? Đúng rồi chị, quê tôi ở Bắc Giang. Trời đất ơi, chung một quê với chồng tôi luôn nè. Trời ơi, thôi, nay gặp đồng hương là vui rồi. Để tôi mần con gà nấu cháo xé phai. Hai người ngồi nói chuyện tiếp đi nghe. Diệp bữa nay không đi bán, loay hoay phụ bà Tư mần gà nấu cháo. Thằng Thái nhìn cảnh đó thì cười hiếp mắt. Sau càng ngày, Thái lại càng thấy mến cô bạn này vô cùng. Mỗi lần thấy Diệp là tim Thái đập như mới phát xong buổi bờ sậy vậy đó. Nhưng mà đâu có dám nói ra. Mỗi lần gặp chỉ biết nhìn nhau rồi cười thôi à. Bà Tư cũng cố ý dung dáng cho đôi trẻ lắm. Lúc thì biểu Thái phụ Diệp mần gà, lúc thì biểu hai đứa đi nhổ rau chặt chuối. Loay hoay một chút cũng xong, cả nhà dọn đồ ăn lên rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ. Nhìn chồng vẫn có vẻ buồn bã mệt mỏi nuốt không trôi, bà Tư an ủi. Thôi ông, chuyện qua rồi, vui vẻ lên. Từ giờ có anh Trung đồng hương với ông ở đây, hai ông rù rì tâm sự cho đỡ buồn. Cái nào qua rồi cho nó qua đi.
Ông Tư gật đầu. Chú Trung hỏi qua mới biết ông Tư buồn vì chuyện ông Tám. Chú lắc nhẹ đầu mà nói, có những chuyện qua rồi mình cho qua được, còn có những chuyện không thể đâu chị Tư à. Thôi cả nhà mình ăn vui vẻ đi, ăn xong tôi kể cho mà nghe. Câu chuyện của chú Trung quả thiệt là một câu chuyện có nhiều cung bậc cảm xúc. Chú có thằng bạn thân nối khố ở quê tên Miền. Cả hai thân nhau còn hơn anh em ruột thịt. Thời đó ở quê nghèo lắm. Bố Trung mất sớm, chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau. Trung với Miền không ai học tới nơi tới chốn, đều đi làm thuê làm mướn. Hai người đi phụ hộ từ năm 15 tuổi tới năm 20, Miền lấy vợ trước rồi sinh được hai đứa con. Trung thì vẫn ở dậy vì gia cảnh nghèo quá. Mẹ lại mắc bệnh sơ gan cổ chướng nằm một chỗ. Bao nhiêu tiền bạc làm ra, Trung đổ hết vô trị bệnh cho mẹ, nhưng chỉ có thể cầm cự bệnh tình. Lần đó, Miền thiếu nợ bài bạc không biết làm sao, nên có tới chỗ làm ăn cắp một ít sắt đem bán. Cái anh ngủ lại canh gác mới phát hiện tri hô lên. Trong lúc tháo chạy, Miền có cầm đá chọi về hướng của người đó. Cục đá lớn bằng nắm tay chọi trúng mặt, làm người đó chao đảo, nhưng vẫn nhận ra Miền. Anh ta la lên, tao biết mày rồi, thằng... Cục đá oan nghiệt dán thẳng xuống mặt của kẻ xấu số đó. Không hiểu sao lúc đó Miền nhanh chân tới dậy, chạy tới cầm đá đập tới tấp vô mặt, vô đầu người kia. Tới hồi bình tĩnh lại thì người kia đã chết rồi. Miền lúc đó cố gắng bình tĩnh, đem cục đá gây án liền xuống sông, rồi chạy đi kiếm Trung kể hết đầu đuôi câu chuyện. Vừa thương vừa giận bạn mình mà không biết làm sao cho phải. Miền nài nỉ, Trung ơi, tao lại mày á, tao gian mày á, mày làm ơn nhận tội thay tao đi Trung ơi. Tao còn vợ còn con, tao chỉ lỡ dại lần này thôi Trung. Tao sẽ bán đất để tao lo chữa trị cho bác gái, rồi tao lo tiền cho mày sớm ngày ra. Mày yên tâm đi, giúp tao lần này, tao mà đi tù thì cũng được, nhưng sẽ không ai lo trị bệnh cho mẹ mày đâu, tao nói thật đó. Nghĩ tới mẹ, Trung chợt khựng lại. Thằng Miền trước giờ có khi nào nó gạt mình đâu. Vợ coi như lãnh tiếng xấu giùm nó, mà mẹ mình khỏe mạnh trở lại, sau này cải tạo tốt được về thì giải thích với bà sau. Suy nghĩ thiệt lâu, Trung đứng lên nói với Miền, mày phải giữ đúng lời hứa đấy, nếu không á, mày có chạy đàng trời tao cũng tìm cho bằng được mày. Miền mừng như bắt được vàng, quỳ lạy Trung lia lịa. Trung không nói gì thêm, đi nhanh tới hiện trường. Hên là lúc đó trời khuya, chỗ đó xa nhà dân nữa, nên chưa ai phát hiện ra vụ việc. Trung cầm một cục đá lên, đưa vô thấm máu của nạn nhân, rồi đi một hơi tới ủy ban mà đầu thú. Trong lời khai của Trung, y như lời kể của Miền, chỉ thay đổi tên Miền thành tên của mình. Trung nghèo, không có tiền đền bù cho nạn nhân, nên gia đình bị hại yêu cầu gia tăng thêm thời gian chấp hành án. Không ai tin, một người hiền lành như Trung lại có thể là một kẻ giết người. Nhưng sự thật phơi bày ra trước mắt thì chối cãi đường nào. Ngày tòa tuyên án, chỉ có mỗi Miền tới với Trung. Lúc bị giải đi, Trung cố gắng ngoái đầu lại để nhìn, mong sao tìm được một người họ hàng nào tò mò tới xem cũng được. Nhưng không, không có ai hết. Nó làm cho Trung càng tin là mình đã quyết định đúng. Chỉ có tiền của gia đình Miền mới có thể cứu được mẹ của Trung vượt qua bệnh tật. Trung bám cứng lấy niềm tin rằng Miền sẽ làm đúng theo những gì đã hứa với mình. Trung cố gắng hét lên với Miền, Miền ơi, nói với mẹ cố gắng chờ tao về. Không biết Miền có trả lời không, vì xung quanh lúc đó rất ồn ào. Lúc đó tâm trạng của Trung rất hỗn độn, và nhiều ngày sau đó vẫn chưa thể bình thường trở lại. Vô trại được một thời gian, được sự động viên của các cán bộ quản lý ở đó, Trung quyết định phải cải tạo thật tốt để mong sớm ngày về với mẹ. Và rồi ngày đó cũng tới. Sau nhiều lần được ân xá giảm án, thì Trung đã được ra khỏi trại giam sau 13 năm chấp hành án. Bà Tư lắng nghe câu chuyện nãy giờ, sắc mặt thay đổi liên tục. Nghe chú Trung kể xong, bà mới nói, ủa rồi sao chú không ở quê mà đi lang bạt như vậy hả chú Trung? Tôi về thì nghe người ta bảo mẹ tôi chết sau ngày tôi đi chừng nửa năm, vì không ai chăm lo thuốc men gì cho bà. Ngay cả cơm còn bữa đói bữa no, vì bà đâu có đi lại được, trông cậy hết vào hàng xóm. Mà chị biết đấy, đâu có ai bỏ công ra mà chăm bà được như tôi. Bà lay lắt được thêm bao nhiêu thời gian đấy thôi chị à.
Trời đất ơi, cái quân ác nhân ác đức mà. Rồi chú có kiếm được thằng mất dạy đó không? Tôi mà với chú ha, bà mẹ nó, tôi bầm cái đầu nó ra. Mà tôi xin lỗi trước, chứ sao chú khờ quá, đi tin vô cái thằng tồi như vậy? Ông Tư rầy vợ. Bà nói chuyện kỳ quá bà. Chuyện buồn nhà chú Trung, tự nhiên lôi ra nói kiểu đó à? Chị ấy nói đúng mà anh Dũng. Lỗi 10 phần là do tôi. Chính tôi đã đẩy bản thân và mẹ mình vào tuyệt lộ. Ông Tư chẹt miệng an ủi. Thôi chú ơi, chuyện chỉ lỡ rồi, chú đừng có trách bản thân mình quá. Mà tôi thắc mắc là cái thằng miệng đó rút cuộc ra làm sao rồi, chú có kiếm được nó không? Không anh à, chả hiểu gì cái gì mà nó trốn đi đâu biệt tích. Người nhà nó lại không tiếp chuyện tôi, hàng xóm cũng không ai biết nguyên nhân là gì. Tôi rong ruổi tìm nó mãi mà chẳng được. Một thoáng buồn lướt qua gương mặt của từng người. Ông Tư hỏi chú Trung. Thí dụ như chú kiếm gặp nó thì chú sẽ làm gì hả chú Trung? Chú nhìn thẳng vô mặt ông Tư mà trả lời. Tôi sẽ bắt nó trả giá cho bằng hết những gì mà nó gây ra cho mẹ con tôi. Ông Tư thở dài gật đầu. Không khí nặng nề bao trùm hết thảy mọi người. Diệp cười cười lên tiếng, xóa tan cái không khí yên lặng đó. Dạ, bây giờ con phải về chuẩn bị đồ nấu để ngày mai đi bán. Chú Trung có về ngoại với con luôn không? Về chứ cháu. Vậy khi nào thì tôi bắt đầu học được anh Dũng? Từ ngày mai anh vô đây, tôi sẽ chỉ cho anh mấy bước cơ bản. Có khiếu là học nhanh lắm mà nghe. Từ bữa đó, mỗi ngày chú Trung đều tới để học nghề của ông Tư. Không ai còn nghe thấy ông nhắc gì tới câu chuyện quá khứ hay đòi đi kiếm thằng bạn đê hèn của mình nữa. Cả nhà nghĩ rằng chắc tại bữa đó có tí rượu nên cảm xúc của chú mới nhiều như vậy mà thôi. Chòm xóm xung quanh ban đầu nhìn dáng vẻ bên ngoài của chú Trung thì có chút e dè với chú, nhưng sau một thời gian tiếp xúc lại thấy mến vô cùng. Chú ôn nhu, lễ độ và cực kỳ dễ gần. Ông Tư cũng vậy. Thực ra lúc mới gặp chú cũng có chút đề phòng, nhưng càng về sau thì càng thoải mái tiếp xúc hơn. Có mấy lúc hai người còn nhậu với nhau y như hồi ông Tám còn sống hay nhậu với ông Tư. Ông Tư đi đâu làm sẽ dẫn chú Trung theo để chú tập tành cho quen với công việc. 3 tháng trôi qua, chú Trung đã tiến bộ hơn rất nhiều. Bữa nọ, hai người đóng xong cho nhà ông Mười sống trên cái giường thiệt đẹp. Ông Mười ưng ý lắm. Lúc trả tiền, ông Mười lên tiếng rủ. Ngày mai nhà có đám cúng cơm. Hai anh em bay cỡ nào cũng lỡ chơi nghe không? Không lỡ tao giận chết luôn à. Hai người cười gật đầu đồng ý, hứa sẽ tới chơi với ông Mười. Bữa sau, y như lời hẹn, cả hai quần áo chỉnh tề, tay xách ít trà bánh tới đặt lễ cúng bàn thờ, rồi ra ngồi với mọi người. Bữa đó vui, ai cũng trò chuyện thoải mái, hỏi thăm nhau các kiểu. Có ông thì kể chuyện Tiêu Lâm, ngồi chung bàn với mấy ổng cười một hồi, gió hổng vô đau bụng mới lạ. Ông Bảy, anh ruột của ông Mười, hỏi ông Tư. Tư Bồn, từ hồi thu nạp thằng Trung làm đệ tử, mày với nó đi cất nhà cho người ta lần nào chưa? Ông Tư cũng thiệt tình trả lời. Dạ chưa anh Bảy ơi, nhà lâu lâu người ta mới cất, đâu có cất hoài đâu. Vậy tao dặn trước nghe. Mời mốt thầy trò mày có đi cất nhà cho người ta thì ở nhà có đãi bí hầm dừa, nhớ né ra đừng có ăn à. Ủa sao vậy anh Bảy? Nghề mộc kỹ này kia thì có nhiều đó, nhưng mà đâu có kỹ bí hầm dừa. Bảy, chú mày nghe tao nói hết cái đã, để tao kể cho mà nghe cái chuyện nó vậy nè. Có hai thầy trò thằng thợ mộc đi cất nhà cho người ta. Nhà cũng không lớn lắm, chủ nhà cũng hơi điệu hạnh, muốn mần cho đẹp nên mời thợ không có mượn bà con chòm xóm. Tưởng đâu gì dữ lắm, cũng lợp lá, chứ có lợp ngói lợp gì ghê gớm đâu. Vậy đó, rồi hai thầy trò ôm nguyên cái nhà. Mần cũng được cũng nhanh, cần gì nhiều sức thì trong nhà cũng phụ. Bữa đó chủ nhà đãi bí hầm dừa với cả bóng kho khô. Trời ơi, hai thầy trò quất cạnh hông luôn nghe. Ăn xong nghỉ một chút xíu, cái ông thầy mới leo lên lợp nhà. Thằng đệ tử ở dưới đưa lá lên. Không biết bà chủ nhà bà nấu kiểu gì mà ai ăn cũng chọt bụng. Thầy trò gì chạy 2-3 lần rồi, mấy người trong nhà cũng vậy. Leo lên leo xuống hoài cũng mệt.
ông thầy tính ráng chút xíu nữa, rồi xin về sớm một bữa, bị gì đuối quá mà. Thằng đệ cũng quán quýu, đưa cho xiết, đạn còn chạy. Ông chưa kịp cột xong cặp này, nó đã đưa cặp khác, rồi ngóc mỏ lên chờ. Bất thình lình, ông nhái mũi một cái. Giọng thứ đang kiệm Tào Tháo, mà mặc thêm cái quần tà lõn ống rộng. Ta nói, nó phun 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 như dồi sen thùng lưới luôn á. Cha chủ cũng xui, vừa đi ra ngóc lên coi ngó thì chịu chung số phận với thằng đưa lá luôn. Thôi, tới đó thôi nghe, tao không có nói cái khúc dọn dẹp đâu. Ông nào ông nấy cười muốn chết, đang ăn uống mà cha kể cái gì đâu không à. Nhưng mà vui, ông Bảy là cái ông chuyên môn đặt chuyện, nói xăm nói xẻ người ta mà không ai giận ông được à. Hai thầy trò ông Tư cũng cười khà khà. Bữa đó uống dữ à nghen. Lúc dễ là hai anh em cặp cổ nhau đi siêu siêu dẹo dẹo trên đường. Tới cái khúc dáng không ai qua lại, tự nhiên chú Trung hỏi. Anh Dũng, nếu mà sau này nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, anh rơi vào hoàn cảnh như thằng Miền á, thì anh có nhờ em đi thay anh giống như nó không anh Dũng? Mày không hả mày? Nói gì đâu không mà. Nhưng mà em nói đúng mà. Anh chẳng phải từng làm như vậy sao? Bố mẹ anh mà anh còn bỏ được để chạy vô trong này sống cuộc sống mới, thì mẹ thằng Nam có là cái đinh gì với anh? Hả? Anh nói đi. Ông Tư nghe men rượu bay đi đâu hơn phân nữa. Sao cái thằng này lại biết thằng Nam? Hồi bữa nó kể chuyện, trong bụng mình giật mình thon thót, nhưng cố làm ra vẻ bình thường. Rồi liên tục bao nhiêu tháng qua, nó không đã động gì tới, làm mình nghĩ rằng đó là sự trùng hợp thôi. Với lại nó thừa nhận nó là dân trong tù ra. Lẽ nào? Lúc này không gian xung quanh vắng lặng, hai người đã buông nhau ra mà đứng nhìn đối phương chầm chầm. Chú Trung cười khẩy mà nói với ông Tư. Tôi tìm ông gần 2 năm nay rồi, ông đốn mạc đê hèn thật sự luôn ấy ông Dũng à. Tôi nói cho ông biết, thằng Nam chết rồi, chết trong tù do trụy tim. Tôi là bạn thân duy nhất của nó trong đấy. Có chuyện gì mà nó không nói cho tôi nghe, tôi đã hứa trước lên cửu nó sẽ tìm cho bằng được ông. Để làm gì? Mày nghĩ mày làm được gì tao? Ai tin vô cái lời nói của một thằng tù ra trại như mày chứ? Tôi sẽ không nói gì, mà tôi sẽ tiễn ông theo thằng Nam, để cho ông xuống đó mà tạ lỗi với nó, với bác gái. Mày có giỏi thì bước tới đây, tao không ngại giết thêm một thằng biết quá nhiều nữa đâu. Chu Trung ban nãy còn loạn choạng vì men rượu, lúc này đã bình tĩnh mà đứng đó nhìn ông Tư thật thản nhiên. Chú cười rút điếu thuốc ra hút. Ông chết chắc rồi. Mẹ kiếp cái thằng này. Ông Tư bực tức vì thái độ đó của chú Dũng, đang loay hoay kiếm cái gì đó để đánh chú, thì chợt ông nghe một giọng nói quen thuộc cất lên. Được rồi chú Tư, con nghĩ chú nên quay đầu đi. Ông Tư quay lại, trước mắt ông xuất hiện một người đang bước ra từ chỗ gốc dừa gần đường. Là Diệp. Gương mặt cô lạnh lùng, nói với thái độ dứt khoát. Tôi là Dương Ngọc Diệp, chịu trách nhiệm điều tra một số vấn đề liên quan đến vụ án cách đây 15 năm. Trong đó có liên quan đến ông. Ông Trần Trung Dũng, mời ông theo tôi về cơ quan điều tra. Ông có quyền giữ im lặng, mọi lời nói của ông đều có thể là bằng chứng trước tòa. Ông Tư im lặng, chờ cho Diệp đi tới, thì bất ngờ đưa tay đấm vô mặt cô. Diệp lanh lẹ né tránh và thành công khóa tay ông ta giật xuống đường. Ông Tư lúc này không biết làm sao, bèn la làng lên. Bớ người ta cứu tôi, bớ bà con ơi, bắt người trái phép. Dân xóm nghe động, mau mau chạy ra để coi ngó tình hình. Thấy ông Tư bị Diệp còng tay. Một số ngơ ngác, một số nhận ra vấn đề, nhưng không ai dám làm gì cả. Có người chạy tới nhà báo cho bà Tư biết. Bà quýnh quán chạy đi, quên mang cả dép. Khi mọi người đã có mặt gần như đầy đủ, đèn đuốc sáng trưng, Diệp nhìn qua một lượt rồi đưa lệnh bắt ông Dũng ra trước mặt mọi người. Bà Tư run run hỏi Diệp. Diệp, bắt chú Tư, chuyện gì vậy con? Diệp thở hắt ra một tiếng. Lẽ ra cũng không nên giải thích gì nhiều, nhưng Diệp hiểu rõ mình ít nhất cũng nên nói sơ qua tình hình để bà con hiểu rõ, không gây hoang mang. Bà con bình tĩnh đi, để con nói sơ lược vấn đề cho mọi người hiểu. Ông Dũng, tức là chú Tư đây,
khoảng 15 năm trước có gây ra một vụ án tại Bắc Giang, cụ thể là giết người. Ông ta đã thuyết phục người bạn của mình nhận tội thay với điều kiện sẽ chăm sóc và chữa chạy bệnh tình cho mẹ bạn mình. Và thời gian trong trại của chú Nam, chăng chú Trung đây biết rõ nhất. Chú Trung bước lên, giọng có vẻ bồi ngồi. Thằng Nam nó hiền lành lắm, tôi với nó thân nhau. Tôi thì ngày chấp hành án kết thúc sớm hơn nó tận 5 năm. Chúng tôi từng hứa là sau khi được trả tự do hết rồi sẽ tìm gặp lại nhau. Nhưng khi tôi còn chưa mãn hạn tù thì nó đã bị trụy tim mà chết. Những ngày gần cuối đời, không hiểu có linh cảm gì hay sao mà nó kể hết sự tình cho tôi nghe. Ngày tôi ra tù, tôi tìm về quê của thằng Nam thì mới biết mẹ nó bị thằng khốn này bỏ bê cho đến chết chỉ sau ngày thằng Nam vào tù không bao lâu. Người ta nói vợ với đứa con lớn của nó bị tai nạn chết. Sau vụ việc đó, nó bỏ quê đi biệt tâm. Tôi quyết định đi hết nơi này đến nơi khác để trình bày vụ việc và cuối cùng cũng được chấp thuận để lật lại vụ án. Trời cao có mát, cuối cùng tôi cũng tìm được nó. Bà Tư nghe cổ họng nghẹn đắng. Thì ra hơn chục năm nay, mình chung sống với một kẻ đạo đức giả, một kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất tín. Thì ra, những kẻ bất lương thường tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo trong mắt của mọi người. Bao nhiêu năm nay, bà Tư luôn tự hào về chồng của mình, để rồi bây giờ sự việc nó ê chề như vậy. Rồi ngày tháng sau này, bà biết đối diện với dư luận ra làm sao? Ông ta không những làm tổn thương bà, mà còn là một kẻ bất hiếu khi bỏ mặc cha mẹ ở quê nuôi con cho mình. Vậy mà ông ta lại đi nói với bà hồi cái ngày mới gặp nhau là cả nhà bị chết do hỏa hoạn, chỉ còn mình ông ta sống sót, nên buồn mà lưu lạc tha hương. Cảm giác của bà Tư lúc này hoàn toàn buông xuôi. Bà không muốn chửi mắng hay nói bất cứ điều gì với chồng mình. Thương thì bà vẫn thương, nhưng có lẽ vì thương quá mà khiến cho bà hụt hẫng chơi vơi, cảm thấy khó mà đối diện với sự thật. Diệp lên tiếng phá tan bầu không khí âm trầm. Mọi chuyện tạm thời là vậy. Bây giờ con xin phép được giải ông Dũng về cơ quan gần nhất. Có ai có thể cho con mượn phương tiện không ạ? Bà Tám ở gần đó nhất, nên bà kêu Diệp cứ lấy xuồng máy của nhà bà mà đi. Cả xóm nhìn theo bóng chiếc xuồng đang khuất dần trong màn đêm đen kịt, đen tối như chính cái tình cảnh lúc này. Gió đêm thổi từng chập lạnh ngát cũng không tài nào làm mát cõi lòng của từng người trong cuộc. Ở đời mà, có ai biết được chữ ngờ đâu. Lòng người vốn dĩ nông sâu, cũng có ai một lần mà nhìn thấu được. Ba ngày sau, Diệp quay trở lại nhà bà Tư. Từ ngoài đường nhìn vô, Diệp đã thấy bà Tư ngồi ủ rũ một bên bàn trà. Thấy Diệp, bà Tư cố nặn ra một nụ cười khó nhọc, méo mó. Diệp cũng vậy, cô tiến tới ngồi xuống bên cạnh bà Tư, rồi nhìn thẳng vô đôi mắt thâm quầng của người đàn bà tội nghiệp. Thái đứng trong nhà nhìn ra chỗ Diệp. Bữa nay cô mặc đồng phục màu xanh lá, tóc bới gọn gàng, thần thái nghiêm chỉnh. Điều đó khiến cho Thái cảm giác Diệp trở nên xa lạ. Diệp biết nên cố tình lờ đi. Cô nhẹ nhàng nói với bà Tư. Thiếm Tư, con có chuyện này muốn nói. Thiếm phải giữ bình tĩnh nghe. Con nói đi, Thiếm đang nghe đây. Thực ra, ngoài tội giết người cách đây 15 năm, thì chú Tư còn một tội nữa. Đó là chú đã gây ra cái chết của chú Tám Chiến kế bên nhà. Bà Tư nghe mắt mũi tối sầm, không gian chao đảo mà ngồi không vững trên ghế. Diệp đỡ bà Tư qua bên dáng ngồi. Thái cũng chạy ra với mẹ, vô tình hai người chạm tay nhau, ánh mắt không thôi bối rối. Để cho bà Tư bình tĩnh, Diệp mới trình bày cụ thể cho bà nghe. Đó là sau khi về cơ quan điều tra, thì đã lần ra thêm một vụ nữa, chính là cái chết của ông Tám. Ông Dũng khai là, từ khi gây án cho tới nay, chưa bao giờ ông ta dám uống quá say vì sợ mình sẽ tiết lộ ra bí mật động trời đó. Nhưng cái bữa bà Tư qua bên nhà đánh ghen với con mẹ Út Mơ, ông Dũng vì bực tức mà nhậu nhẹt tới khuya với ông Tám, cũng là chiến hữu thân thiết của mình. Trong cơn say, ông đã không thể kiềm chế lời nói mà đã kể cho ông Tám nghe về câu chuyện mình đã gây ra nhiều năm về trước.
những tưởng đã là bạn bè thân thiết, ông Tám sẽ dị tình mà bỏ qua câu chuyện đó, không thì cũng chôn giấu trong lòng, coi như là một bí mật động trời. Nhưng có ai ngờ đâu, ông Tám dịnh vô cái lý do đó mà liên tục tống tiền ông Dũng. Ông Tám giống là dân mê chơi số đề, lại còn cặp bồ cặp bệt, vậy nên có cơ hội là ông kiếm ăn tích cực lắm. Ông Tám hăm he ông Dũng, nếu không đáp ứng đủ cho ổng, thì ổng sẽ đem câu chuyện đó mà trình báo công an. Từ tình bạn hóa thành kẻ thù, ông Dũng quyết định giết ông Tám coi như bịt đầu mối, nhổ đi cây gai trong mắt. Bữa đó ông Dũng hẹn ông Tám đi nhậu để đưa tiền. Ông Dũng cố ý chuốc cho ông Tám thiệt say. Tới khi về được một đoạn, lỡ khúc đường vắng, ông ta kéo luôn người bạn của mình xuống nước mà dìm. Giống dĩ đã quá say, gặp thêm kẻ đã cố ý giết mình thì sao có thể chống cự được. Vậy là ông Tám chết, ông Dũng thản nhiên đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Lẽ ra cũng không thể phát hiện được nếu ông ta không lỡ miệng nói câu: "Tao không ngại giết thêm một thằng biết quá nhiều." Bởi vậy người ta hay nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt là vậy đó. Mạng người rất lớn, đâu phải như cây cỏ hay con sâu con kiến mà tự tay ta có thể quyết định sự sống còn của họ. Cây kim trong bọc, dù cho có rỉ sét, thì cuối cùng vẫn sẽ lòi ra mà thôi. Dịp sau một hồi nói chuyện với bà Tư, thì đứng lên từ giả để đi qua nhà bà Tám thông báo và bàn bạc một số vấn đề liên quan tới vụ án. Hoạt động ở địa bàn này mấy tháng trời, tình cảm mà Diệp dành cho người dân xóm cũng dạt dào lắm. Thương từng mớ rau con cá mà mỗi lần về ngang là họ gửi cho cô. Thương từng lời động viên an ủi cái ngày mà cô mới xuất hiện. Thương cả cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm dõi theo cô. Diệp ra tới ngoài đường thì Thái cũng chạy ra tới. Diệp, cho tôi hỏi một cái được không? Hỏi gì á, Thái hỏi đi. Suốt thời gian qua, cái gì cũng là diễn hết phải không? Nhìn cái mặt buồn hiu của Thái khi hỏi câu đó, Diệp còn chút xíu nữa là phì cười rồi. Diệp cười chúng chím, mặt ửng hồng mà trả lời Thái. Thì kịch bản nói vậy, phải diễn theo vậy. Nhưng mà mấy cái vấn đề phát sinh thì ai mà biết? Vậy tôi còn cơ hội phải không Diệp? Ai cũng có cơ hội cho mình, miễn sao biết nắm bắt là được rồi. Nói xong, Diệp bẽn lẽn bước thiệt nhanh qua bên nhà bà Tám. Thái đứng như ngỗng đực một hồi thiệt lâu, rồi cười nhẹ, ngước nhìn lên tầng mây xanh ngát phía trên đầu mà dương dai hết một hơi. Đúng thiệt là, con người ta có vô vàn cơ hội để nắm bắt, vô vàn những điều trong cuộc sống mà chúng ta có thể lựa chọn. Bạn có thể có khả năng lựa chọn cho mình một con đường dễ đi, chọn cho mình một mối quan hệ có lợi, hoặc chọn lựa buông bỏ những điều nặng lòng phiền phức. Nhưng trên tất cả, xin bạn hãy lựa chọn sự tử tế. Vì chỉ có tử tế mới có thể tạo cho bản thân và những người xung quanh một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Bởi vậy nên ông bà mới có câu: ở hiền thì lại gặp lành, áo rách tan tành, trời vá lại cho. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.